Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái bài số 4 rồi đúng không? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em các em ở cái bài số 5, đó chính là diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng. Thì bây giờ thầy sẽ cung cấp cho các em công thức nha. Cũng giống như ở trong sách giáo khoa thì người ta đã cung cấp cho các em công thức rất là đầy đủ rồi, cũng như là đưa ra ví dụ. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại khoảng 1 đến 2 phút ở trong sách giáo khoa, rồi thầy sẽ tiếp tục quay trở lại quyển sách bài tập để mà chúng ta có thể nhớ lại những thầy, tại vì ở trong sách giáo khoa thầy quay cũng khá lâu rồi và trong sách giáo khoa đã rất là đầy đủ, từ toán đại cho tới toán hình, tất cả các bài chúng ta cứ vào kênh của thầy các em xem 4 môn toán lý hóa sinh các em nhé, và hoàn toàn miễn phí. Ok rồi. Rồi chúng ta sẽ có công thức đầu tiên, đó chính là công thức tính diện tích xung quanh. Thì công thức tính diện tích xung quanh ở đây chúng ta nhìn đây nè, đây nha, diện tích chúng ta ký hiệu bằng chữ S, chữ x quy ở đây chính là xung quanh, diện tích xung quanh hay thế nào thì sẽ bằng 2 nhân b nhân h, trong đó b đây chính là nửa chu vi đáy. Nửa chu vi đáy thì lấy ví dụ như là đáy chúng ta là hình tam giác đây, ví dụ thế, đáy chúng ta hình tam giác thì để mà tính chu vi thì các em sẽ lấy gì, lấy ba cạnh nó cộng lại, sau đó ra chia 2, và h này đây chính là đường gì, đường cao, các em hiểu nào đó, b là nửa chu vi đáy, h là chiều cao. Ok, như vậy thì khi đó chúng ta sẽ rút ra được là gì, diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng gì, tại vì ở đây là nửa chu vi đáy, mà nửa thì ở đằng trước đây có số 2 này, thì ta hình dung này, lấy ví dụ này, nghe thầy nói một xíu này, ví dụ như đáy của chúng ta là đáy tam giác đi, ví dụ như này, cạnh a b c này, thì để tính được cái chu vi của cái đáy tam giác này theo cạnh cái độ dài tương ứng với ABC, có phải chúng ta có là A cộng B cộng C chia cho 2 không? Chia cho 2 thì khi mà để tính diện tích xung quanh thì có phải bằng 2 nhân cho nửa chu vi đáy, nghĩa là A cộng B cộng C chia 2 nhân với H, thì số 2 với số 2 thì chúng ta có thể rút gọn. Như vậy cái này đã chính là gì? Cái này đã chính là B, là chu vi đây này, diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng chu vi đấy, chu vi đấy là B này nhân với đường cao, các em rõ chưa? Ok, còn dụ các em nếu mà thêm số 2 đằng trước đây thì cái này chỉ là nửa chu vi đấy thôi, hiểu chưa nào đó, được chưa? Rồi còn về các em ghi thầy công thức vào, các em học giúp thầy nè. Còn đối với cái công thức diện tích toàn phần đây, để tính được diện tích toàn phần, các em ký hiệu bằng chữ TB là thế nào thì nó sẽ bằng diện tích gì, diện tích xung quanh cộng cho diện tích hai đáy. Hai đáy ở đây thì thông thường chúng ta tính diện tích đáy, và các em khi các em tính được diện tích một đáy này, các em sẽ nhân cho 2 giùm thầy thì ra được diện tích hai đáy, nghĩa là tính một lần thôi, các em hiểu chưa? Đó thì ở trong đây người ta đưa cho em cái ví dụ rất là rõ ràng rồi, rất là rõ ràng, và các em phải lưu ý thầy để tính toán đây vậy áp dụng, nhớ thầy công thức của cái định lý Pythagore nhé, thầy nhắc lại một xíu, định lý Pythagore. Pythagore ở lớp 7 nha. Ví dụ trong tam giác vuông ABC, ví dụ thế, ví dụ A B C vuông tại A đây. Thì khi vuông tại A thì cạnh huyền là cạnh BC này, đây chính là cạnh huyền này, đây là cạnh góc vuông này. Đây là cạnh góc vuông này. Thì cạnh huyền này đối diện với góc vuông ở đây đó chính là cạnh huyền. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì bình phương cạnh huyền nghĩa là BC bình phương sẽ bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, nghĩa là ở đây nó sẽ bằng là AB bình phương cộng cho AC bình phương. Còn nếu để ví dụ tính độ dài của cạnh BC này, nghĩa là ở đây thầy nhắc lại, bạn nào mà bị mất góc thì chúng ta cũng có khả năng làm được. Ví dụ để tính BC thì để mất bình phương này thì chúng ta thêm căn bậc 2 của AB bình phương cộng AC bình phương. Đây nghĩa tính cạnh huyền. Còn ví dụ tính một trong hai cạnh góc vuông thì các em sẽ lấy cạnh huyền này trừ ra. Tại vì cái này là kiến thức cũ nên thầy nói hơi nhanh một chút, các em hiểu thế nào? Cái này của lớp 7 nha, toán lớp 7 nên chúng ta sẽ bạn nào mà muốn cụ thể thì chúng ta sẽ vào toán của lớp 7 chúng ta xem, em hiểu chưa? Ok rồi, thì phần ví dụ thì chúng ta tự xem. Bây giờ chúng ta quay trở lại sách bài tập em nhé. Ok rồi, ok chúng ta sẽ đi sang ở cái bài 32 các em nhé. Các em nhìn dùm thầy ở cái hai cái hình AB, A và hình B đây. Quan sát các hình lăng trụ đứng trên hình 122 rồi điền số tích hợp vào các ô trống ở bảng dưới đây. Đây thấy chưa nào? Đây là hình lăng trụ đáy đây. 1 thầy điểm 1 2 ha. 1 2 3 4 5 6, đây là gì? Lục giác. Ha, 6 là lục ha. 1 2 3 4 5, đây là gì? Ngũ. Ngũ giác. Có đúng chưa nào? Như vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ hoàn thành theo thứ tự của các câu ABC. Bây giờ chúng ta hoàn thành cái bảng này trước, sau đó chúng ta sẽ hoàn thành các câu ABC dựa theo cái bảng này. Cái đường này, hình lăng trụ số cạnh của một cạnh đáy n. Thì đối với hình A thì nãy thầy đếm thì ở đây các em thấy có mấy cạnh 1 2 3 4 5 6 cạnh, thì các em điền thầy đây là số 6. Tương tự như vậy thì nãy thầy đếm ở đây là mấy? Là 5. Có đúng chưa nào? 5. Số mặt. Số mặt thì bây giờ chúng ta xem thử có tất cả mấy mặt này. Nếu như mặt xung quanh này là mấy mặt? Thầy đếm này nha, bắt đầu từ mặt đây nha. 1 2 3 4 5 6, nghĩa là xung quanh chúng ta là có 6 mặt. Cộng với hai cái mặt đáy nữa, mặt đáy trên và mặt đáy phía dưới nữa. Như vậy tổng cộng của nó là có 8 mặt. Các em hiểu không? Như vậy tương tự như vậy thì xung quanh của cái hình lăng trụ ngũ giác người ta đặt nằm ngang đây thì xung quanh là có 5 mặt. 5 mặt thì cộng với hai cái mặt đáy này nữa, mặt đáy này với mặt đáy này thì nó sẽ là 7 mặt. Hiểu không? Số đỉnh. Số đỉnh thì ở đây có mấy đỉnh? Các em nhìn nè. 1 2 ở trên mỗi đáy là 6 đỉnh. Cứ mỗi cái đáy như vậy là 6 đỉnh, mà ở đây có mấy đáy? Hai đáy, một đáy, hai đáy thì chúng ta nhân 2. 6 nhân 2 thì bằng 10. 12. Các em hiểu chưa nào? Đó. Còn ở đây thì chắc chắn nó sẽ là 10. 5 nhân 2 là bằng 10 đỉnh. Đúng chưa? Ok. Số cạnh. Số cạnh thì chúng ta xem từ mấy cạnh này. Riêng ở cái hai cái mặt đáy này thì gồm có 12 cạnh, nghĩa là cái mặt đáy phía trên này có 6 cạnh này, mặt đáy dưới này là có 6 cạnh là 12 cạnh. Cộng thêm các cạnh này, nhìn các em đếm thầy đếm các cạnh của xung quanh này. Mặt bên này các em, 1 2 3 4 5 6. Như vậy 12 cộng 6 như vậy cái này là bằng 18. Có đúng chưa? Thì tương ứng ở đây là 5 với 2 đây là 10 cạnh. Thì chúng ta đếm những cái mặt xung quanh đây gồm cái 5 cạnh nữa, 10 cộng 5 là bằng 15. Các em hiểu chưa nào? Ok. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho anh em lần lượt làm ở câu A trước nha. Câu A. Viết công thức liên hệ giữa N, M, D, C. N này, N đây là số cạnh của một đáy này, số mặt là M này, số đỉnh D, số cạnh C. Như vậy thì đối với M trước đây, M so với N thì cái N ở đây 6, thì đây lên 8, ở đây 5, 7 thì nó cách bao nhiêu? Nghĩa là chúng ta sẽ lấy cái số cạnh của một đáy này, chúng ta cộng bao nhiêu gam? 6, 8 thì nó cộng với mấy? Cộng với 2. Như vậy thì nó sẽ lấy số cạnh của một đáy chúng ta cộng thêm 2 thì ra được số mặt. Còn đối với số đỉnh, số đỉnh so với số cạnh của một đáy, các em thấy đây 6 đây 12, đây 5 là 10, nghĩa là nó gấp mấy lần? Gấp 2 lần. Như vậy thì đây chính là 2n. Còn C đây chính là số cạnh thì gấp mấy? Đây 6 là 18. 6 nhân 3 thì bằng 18, 5 nhân 3 thì bằng 15, như vậy gấp 3. Đó. Ta đưa ra công thức tổng quát như vậy. Hiểu chưa? Ta đi sang câu B em nhé. Câu B các em, bây giờ người ta hỏi các em là hình lăng trụ đứng có 20 đỉnh. 20 đỉnh thì tương ứng ở đây là D. Thấy không? Đỉnh này. 20 đỉnh này, thấy chưa nào? Ok. Như vậy ở câu B ở đây người ta cho các em, đã cho các em D đây là 20. Thì có bao nhiêu mặt và bao nhiêu cạnh? Nghĩa là ở đây người ta yêu cầu các em tính M và tính C. Thì để tính được M và C thì chúng ta phải biết được N. Từ công thức D này, D bằng 2N chúng ta sẽ suy ra được N. có n rồi, chúng ta sẽ thế vào chỗ vị trí này và vị trí này để các em tìm ra được m và c. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì 20 đỉnh thì từ đây chúng ta có theo công thức hồi nãy ở câu A, công thức ở câu A ta có D thì bằng 2N, chia ra N này sẽ bằng D chia 2, như vậy sẽ bằng 20 chia cho 2 thì bằng 10, chứng tỏ là số cạnh của một đáy đó chính là 10. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được M thì sẽ bằng N cộng 2 thì sẽ bằng 10 cộng 2 là bằng 12. 12 đây chính là mặt. Các em hiểu nè, N này chính là cạnh này. Ok. Từ đây chúng ta cũng suy ra C sẽ bằng 3 nhân N, bằng 3 nhân 10 thì bằng 30 cạnh. Đây là cạnh của một đáy. Các em có thể mở đơn đây là cạnh một đáy này. Chứ không nó cái nào cũng cạnh nó giống nhau. Các em hiểu không? Rồi. Chúng ta sẽ đi sang câu C. Có thể làm được một hình lăng trụ đứng có 15 đỉnh hay không? Ha. Như vậy thì ở đây người ta nói là gì các em? Cái số đỉnh ở đây là 15 đỉnh, mà các em thấy là để ý này, 12 10 đây chính là toàn bộ là số chẵn. Mà như vậy chúng ta biết là D thì bằng 2N, nghĩa là số đỉnh của lăng trụ là một số chẵn. Như vậy chúng ta không thể mà làm một cái hình lăng trụ đứng mà có 15 đỉnh được. Các em hiểu chưa nào? Các em ghi này đây câu C. Các em ghi này là không nha. Không thể làm một hình lăng trụ đứng có 15 đỉnh, vì đỉnh D là bằng 2N ha. Thì cái số đỉnh của lăng trụ là một số chẵn. Đấy, đó chính là kết quả của cái bài 12. Rất rõ ràng, rất chi tiết và rất dễ hiểu. Các em trong quá trình học thì các em nhớ click một cái ủng hộ thầy, chia sẻ với bài giảng với thầy, và có điều kiện thì đăng ký khóa học online. Thì môn đại và môn hình thì thầy có ghi là 300, nhưng mà chúng ta chuyển thầy 200 cũng được. Ok, chúc em học tốt nha, bye bye, nhớ đăng ký kênh ủng hộ thầy.